dành những điều tốt nhất cho con trẻ là tâm lý chung của ông bà cha mẹ. Tuy nhiên, sự khác biệt về quan điểm nuôi dạy trẻ khiến ông bà và cha mẹ có nhiều mâu thuẫn với nhau. Bây giờ tụi nhỏ nó vậy đó, tụi nó cứ là nghĩ là mình có trình độ nè, có khoa học nè, nó chê ông bà già. Bây giờ con nói với ba mẹ vậy nè. Sao? Cái việc mà dạy con của con á, cứ để cho con tự quyết định. Nhưng mà tất nhiên vẫn giữ, vẫn tiếp thu và vẫn tiếp nhận những cái ý kiến hoặc là những cái cách dạy của ba mẹ dung hòa đó, để mà nó hợp hơn. Vậy cha mẹ nên làm gì khi ông bà không hài lòng với cách nuôi dạy con cháu của mình? Đương nhiên, tất cả những gì ông bà muốn cũng là xuất phát từ tình yêu thương đối với con cháu của mình thôi. Mỗi người đều có một vị trí nhất định đối với đứa trẻ. Ông bà cũng có cái hay của ông bà, cha mẹ có hay của cha mẹ. Mình chỉ cần mình mềm mỏng tí xíu, nhún nhường tí xíu và hiểu cho ông bà một chút thì có lẽ là ông bà cũng sẽ hiểu cho mình dễ dàng hơn. Đón xem chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề khi ông bà quá can thiệp vào việc chăm cháu, phát sóng lúc 19:15 thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.